Qua mặt Việt Nam, Mỹ tới Campuchia vì kinh đào Phù Nam Teco. Tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin đã có một chuyến thăm Campuchia. Trong cuộc gặp mặt, ông Hun Sen đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rằng Mỹ không nên đặt Campuchia vào cuộc cạnh tranh chiến lược của Washington và không nên dùng Campuchia làm nơi cạnh tranh địa chính trị với các siêu cường khác. Các nước mà Campuchia theo đuổi chính sách ngoại giao dựa trên luật pháp quốc tế. Điều này cho thấy mục đích ông Austin khi tới Campuchia là vì Trung Quốc. Việc Trung Quốc ngày càng có ảnh hưởng và chi phối nền chính trị Campuchia khiến Mỹ không an tâm. Vậy nên, Mỹ phải cử Bộ trưởng Quốc phòng của mình tới để làm dịu tình hình, cũng như thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Campuchia. Tuy nhiên, Mỹ ở cách Campuchia tới nửa vòng trái đất. Tại sao họ lại phải lo lắng cho tình hình một nước thuộc khu vực Đông Nam Á? Điều này có ảnh hưởng gì tới Việt Nam chúng ta hay không? Hôm nay mọi người hãy cùng với mình tìm hiểu vấn đề này nhé! Bắt đầu ngay thôi nào! Như đã nói ở trên, trong cuộc gặp mặt giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về mối quan hệ giữa hai quốc gia thời gian gần đây. Ông Austin nhận định quan hệ giữa Campuchia và Mỹ không quá tệ, cho rằng những vấn đề gây tranh cãi trong quá khứ là do sự thiếu tin tưởng giữa hai bên, và bây giờ là lúc phải tìm cách cùng nhau xây dựng lại niềm tin. Cựu Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh, những hiểu lầm trước đây là do thiếu thông tin và đối thoại sâu sắc giữa hai bên. Ông Austin ủng hộ các đối thoại trực tiếp, nói rằng việc giữ khoảng cách trong các vấn đề giữa hai bên sẽ dẫn đến các mất mát thông tin đáng tin cậy. Ông Austin cũng khẳng định lĩnh vực quốc phòng là vấn đề ưu tiên quan trọng, cần bắt đầu đối thoại nhằm đảm bảo không có sự nghi ngờ lẫn nhau và tái xây dựng niềm tin giữa hai nước. Được biết, Mỹ và Campuchia từng có những thời điểm xích lại gần nhau trong hơn 70 năm qua. Song cũng có những lúc căng thẳng leo thang liên quan đến quan hệ với Trung Quốc. Kể từ khi lần đầu thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, Mỹ và Campuchia đã chứng kiến nhiều lần xáo trộn, bất ổn và thăng trầm, từng bị cắt đứt, rồi lại khôi phục quan hệ lần lượt vào các năm 1965-1969 do xung đột vũ trang và những biến động chính trị tại Campuchia. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, quan hệ Mỹ-Campuchia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ những khác biệt lớn về chính sách đối ngoại, hoạt động ném bom của Mỹ trên lãnh thổ Campuchia trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, cùng tranh cãi về khoản tiền Mỹ cho Campuchia vay vào đầu những năm 1970, khiến quan hệ song phương vốn căng thẳng càng thêm trầm trọng. Năm 1993, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao toàn diện sau khi chính phủ Hoàng gia Campuchia được thành lập từ cuộc tổng tuyển cử tự do. Đây cũng là mốc đánh dấu sự khởi đầu quá trình cải thiện quan hệ hai nước. Quốc hội Mỹ dỡ lệnh cấm hỗ trợ trực tiếp cho chính phủ Campuchia, mở đường cho nguồn viện trợ dành cho quốc gia Đông Nam Á này. Vài năm trở lại đây, mối quan hệ hai quốc gia này lại nóng lên khi Campuchia có động thái xích lại gần Trung Quốc và bị chi phối về nhiều mặt. Đặc biệt, việc Campuchia để Trung Quốc thuê lại căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Cụ thể, tháng 10 năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố ảnh vệ tinh cho thấy Sở Chỉ huy Chiến thuật của Ủy ban An ninh Hàng hải Quốc gia Campuchia, công trình được Mỹ tài trợ tại căn cứ Hải quân Riem, bị san phẳng. Mỹ bày tỏ thất vọng và lo ngại động thái này gắn liền với kế hoạch để khí tài và nhân viên quân sự Trung Quốc hiện diện tại căn cứ Riem. Trong khi đó, Campuchia giải thích quyết định phá dỡ là bởi công trình đã cũ. Giới chức này cũng nhiều lần bác bỏ thông tin rằng Trung Quốc đã đạt thỏa thuận bí mật với Campuchia để bố trí lực lượng tại căn cứ Riem. Campuchia khẳng định cho phép lực lượng nước ngoài đồn trú trên lãnh thổ là trái với hiến pháp. Căng thẳng gần đây nhất trong quan hệ Mỹ-Campuchia xảy ra vào cuối năm 2021 khi Bộ Ngoại giao Mỹ thêm Campuchia vào danh sách cấm xuất khẩu vũ khí vì tiếp tục cho phép Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự và xây dựng các cơ sở riêng trên vịnh Thái Lan. Bộ Thương mại Mỹ cũng ban hành hạn chế xuất khẩu mới đối với Campuchia. Đáp lại, Thủ tướng Hun Sen yêu cầu quân đội Campuchia tiêu hủy hoặc nghiêm cấm vũ khí Mỹ, cho rằng nhiều bên dùng chúng đều thua. Ông đăng thông báo trên Facebook rằng, tôi ra lệnh cho tất cả các đơn vị quân đội ngay lập tức kiểm kê vũ khí và quân trang mà Campuchia đang có. Toàn bộ vũ khí và quân trang Mỹ nếu có phải được thu hồi, nghiêm cấm trong kho hoặc tiêu hủy. Từ những vấn đề này có thể thấy, chuyến đi mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Campuchia là để xoa dịu tình hình, tránh để Campuchia giận quá mất khôn, mà quan hệ với Thủ tướng Hun Manet, người cũng tốt nghiệp Học viện Quân sự
West Point như ông và được coi là cởi mở hơn với phương Tây. Rõ ràng, Mỹ đang ngày càng lo ngại sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Campuchia. Sau đó có thể lan rộng thêm ra các nước Đông Nam Á khác. Báo chí phương Tây gần đây thường xuyên nêu bật những lo ngại về việc Phnom Penh có thể cấp cho quân đội Trung Quốc quyền tiếp cận độc quyền căn cứ hải quân Ram. Dư luận Mỹ còn lo ngại Campuchia sẽ sớm trở thành căn cứ quân sự nước ngoài thứ hai của Trung Quốc. Trong những năm qua, Trung Quốc đã tích cực lôi kéo Campuchia. Ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua sáng kiến vành đai và con đường, Trung Quốc còn tăng cường hợp tác quân sự và tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung nhằm mở rộng ảnh hưởng ở Đông Nam Á. Những động thái gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông, như tàu Trung Quốc tấn công tàu của Philippines bằng vòi rồng. Trung Quốc tiến hành những cuộc tập trận quân sự quy mô lớn gần eo biển Đài Loan, kết hợp với những hoạt động hợp tác với Campuchia, khiến Mỹ lo lắng về khả năng Trung Quốc ngày càng chiếm ưu thế tại Biển Đông, qua đó đe dọa trực tiếp tới lợi ích an ninh và kinh tế của Mỹ. Bởi vậy, mục tiêu lớn nhất trong chuyến đi lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không gì khác ngoài cải thiện mối quan hệ với Campuchia, vốn đã xấu đi từ thời kỳ trước đó do các cáo buộc về bầu cử, nhân quyền và sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa Trung Quốc và Campuchia. Ngoài những lý do lo ngại về tần suất ngày càng gia tăng các hoạt động hợp tác quân sự giữa Campuchia và Trung Quốc, một lý do khác để Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chọn thời điểm này đến thăm là do quá trình chuyển đổi quyền lực của Campuchia đã được diễn ra và bắt đầu đi vào ổn định khi ông Hun Manet đã nhậm chức được 10 tháng. Tân Thủ tướng Campuchia là học viên tốt nghiệp Học viện West Point của Mỹ và Washington tin rằng đây là một lợi thế trong việc xây dựng lại mối quan hệ hai nước và đẩy Campuchia ra xa Trung Quốc hơn. Lầu Năm Góc cũng muốn gửi một thông điệp tới Bắc Kinh rằng khu vực này quá quan trọng và Trung Quốc sẽ không được tự do hành động. Dĩ nhiên, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với các quan chức Campuchia cũng có ảnh hưởng đến Việt Nam chúng ta. Nhất là trong bối cảnh giữa Việt Nam và Campuchia đang có những bất đồng trong việc xây dựng kênh đào Phú Nam Teco. Campuchia là láng giềng, Mỹ và Trung Quốc lại là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Sự tranh giành ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc tại Campuchia sẽ làm cho cục diện cạnh tranh tại khu vực trở nên phức tạp và khó lường. Đặc biệt, những lĩnh vực mà hai bên đang cố gắng tăng cường hợp tác là các lĩnh vực nhạy cảm như quốc phòng quân sự lại diễn ra trong một môi trường đang ẩn chứa nhiều tranh chấp như Biển Đông. Chắc chắn sẽ gây khó khăn cho Việt Nam hơn trong hoạch định chính sách tại khu vực. Một điểm khác cần lưu tâm đó là trong đối thoại Shangri-La 2024 vừa qua tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng của các nước Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Timor-Leste bên lề đối thoại. Ngoại trừ Việt Nam ta, dù chúng ta mới là quốc gia đóng vai trò quan trọng trong ASEAN và đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ, lý do có thể đưa ra là Việt Nam chỉ cử quan chức bậc thứ trưởng sang tham dự Shangri-La lần này, trong khi đây là cuộc gặp mặt giữa các bộ trưởng với nhau. Đây có thể là bước đi chủ động đến từ Việt Nam trong việc tránh tham dự các cuộc họp từ phía góc nhìn của Trung Quốc, khi Mỹ đang cố gắng lôi kéo các nước Đông Nam Á trên lĩnh vực hợp tác quốc phòng quân sự, từ đó tránh gây ra căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Việt Nam từ lâu đã công bố sách trắng quốc phòng với những điểm nổi bật là chính sách bốn hồng. Trong thời gian tới, trước những biến động tiềm tàng ngay tại khu vực sát sườn, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích kinh tế và an ninh của Việt Nam, Việt Nam cần kiên quyết duy trì chính sách quốc phòng bốn hồng, đồng thời vận dụng linh hoạt mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, đối tác đặc biệt với Campuchia và cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia, ích quốc gia dân tộc. Các bạn thân mến, ông Hun Sen, cựu thủ tướng Campuchia và nay là chủ tịch Thượng viện Campuchia, mới đây lên tiếng xác nhận rằng mình đã gặp gỡ giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA William Burns ở thủ đô Phnom Penh ngày 2 tháng 6 năm 2024 vừa qua. Đến ngày 12 tháng 6 năm 2024, ông cho biết thêm trên trang Facebook cá nhân rằng các cuộc họp quan trọng nhất là các cuộc họp đã được diễn ra giữa Campuchia với giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper tại Phnom Penh vào năm 2011, giám đốc CIA David Petraeus tại Phnom Penh vào năm 2012 và giám đốc CIA Bill Burns tại thành phố Tacoma vào năm 2024. Ngoài các cuộc gặp mặt trực tiếp, ông Hun Sen còn cử đại diện đến gặp lãnh đạo CIA tại thủ đô Washington DC trong quá khứ. Và theo như cựu thủ tướng Campuchia cho biết,
hợp tác chính của Campuchia với CIA là chống chủ nghĩa khủng bố, chứ không phải là chống lại bất kỳ quốc gia nào. Bởi vì bên cạnh CIA của Mỹ, Campuchia cũng có hợp tác tình báo với các nước khác. Đây cũng là quy trình bình thường của một quốc gia có chủ quyền. Mặc dù được chính chủ xác nhận như vậy, thế nhưng người ta vẫn không khỏi ái ngại cho Việt Nam nếu như cuộc gặp trên thực sự diễn ra. Bởi vì rất có thể Việt Nam đang bị Mỹ chơi sau lưng mà không hề hay biết khi người đứng đầu CIA gặp riêng nhà lãnh đạo Campuchia hiện giờ. Bởi như chúng ta cũng biết, Mỹ là một trong những đối tác chiến lược toàn diện và cũng là người bạn khá thân thiết của Việt Nam trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Campuchia lại là kẻ đang hùa theo Trung Quốc để tìm mọi cách vùi dập Việt Nam tơi bời. Vậy liệu rằng sự thật có đúng như vậy không? Và liệu rằng Mỹ có bắt tay với Campuchia để chơi sau lưng Việt Nam hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm đáp án cùng với một bài viết liên quan đến vấn đề nêu trên vừa được đăng tải trên trang tin quốc tế có uy tín. Trước khi đi vào nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Đây chính là nguồn động lực rất to lớn, giúp cho chúng tôi có thể ra thêm nhiều sản phẩm chất lượng khác để phục vụ khán thính giả xa gần. Xin cảm ơn. Vâng, trước những gì mà ông Hun Sen công bố vừa qua, một trang tin quốc tế có hàng ngàn người theo dõi cho đăng tải một bài viết đáng chú ý với tiêu đề là "Đừng có giỡn mặt với Hun Sen, lãnh đạo Campuchia đã gặp sếp CIA". Trong bài viết này, trang tin đã dẫn lời giới chính trị hàng đầu để phân tích độ xác thực của cuộc gặp gỡ trên, cũng như mục đích thực sự mà nhà lãnh đạo Campuchia cho công bố thông tin sốt dẻo vừa rồi với nội dung như sau. Trong một bài viết trên chuyên trang The Diplomat ngày 12 tháng 6 năm 2024, David Hertz, nhà nghiên cứu từ Viện Trung Âu về nghiên cứu châu Á, đã đặt câu hỏi rằng liệu giám đốc CIA William Burns có thật sự đến Campuchia hay không trong bài viết của mình. Theo đó, bài viết của ông David Hertz đưa ra lộ trình cụ thể của ông William Burns. Nó bao gồm các địa điểm ở châu Âu được ông ghé thăm vài ngày hồi cuối tháng 5. Sau đó, ông William Burns đã đi Doha vào ngày 4 tháng 6. Không có thông tin chính thức nào cho thấy người đứng đầu CIA đã đến đối ngoại Shangri-La ở Singapore, cũng như đã đến Campuchia gặp ông Hun Sen trong khoảng thời gian từ 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6. Từ đó, cây bút này cho rằng ông Hun Sen có thể đã cố tình công bố cuộc gặp ảo với lãnh đạo CIA để khẳng định Campuchia không bị Bắc Kinh thao túng. Ngay sau đó, ông Hun Sen đã đáp trả gay gắt thông tin mà cây bút David Hertz đưa ra với tuyên bố cứng rắn là nếu không biết rõ Hun Sen thì đừng có giỡn mặt với Hun Sen. Cụ thể hơn, nhà lãnh đạo này viết trên Facebook rằng có thể thấy qua những gì mà ông David Hertz viết, có lẽ ông ta nghĩ tôi đã bịa đặt thông tin. Vậy nên hôm nay tôi công khai tuyên bố rằng tôi đã làm việc với giới lãnh đạo CIA từ năm 1997. Ở phần kết bài viết trên Facebook, ông Hun Sen không quên nhắn nhủ ông David Hertz với những lời đầy ẩn ý rằng đừng thấy nước trong mà nghĩ không có cá. Khi Hun Sen không mở miệng thì đừng nghĩ Hun Sen không biết nói gì. Vâng, nếu nói một cách công bằng thì cho đến nay chưa có thông tin chính thức nào về chuyến đi của ông William Burns đến Campuchia được CIA công nhận rộng rãi cả. Chỉ có ông Hun Sen đơn phương đưa ra tuyên bố của mình trên các phương tiện truyền thông mà thôi. Hỏa chăng trước đó, Campuchia chỉ được biết đến như là một điểm dừng chân duy nhất ở Đông Nam Á, sau Singapore của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Nó được diễn ra trong bối cảnh Phnom Penh đang là đồng minh thân thiết của Bắc Kinh tại khu vực Đông Nam Á hiện giờ. Chuyến đi của ông Austin đánh dấu lần đầu tiên một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến một quốc gia chỉ để gặp các nhà lãnh đạo liên quan đến những vấn đề quốc phòng. Nó cho thấy tầm quan trọng của Campuchia trong chiến lược địa chính trị của Mỹ tại khu vực tiềm năng hàng đầu. Vậy nên, nếu quả thật lãnh đạo CIA đến Campuchia đúng như lời ông Hun Sen nói, thì quân cảng Riom có thể đã được mang ra thảo luận trong chuyến đi của ông Austin vào ngày 4 tháng 6. Nhưng không có thông tin cụ thể nào cho thấy việc ông Austin đã bàn thảo gì đó với giới lãnh đạo Campuchia liên quan đến căn cứ này. Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải xem xét đến mối quan hệ thân thiết của Campuchia và Trung Quốc hiện nay. Có thể nói, Campuchia đã trở thành đối tác quan trọng, thậm chí là đồng minh của Trung Quốc, khi hai nước có những hợp tác sâu rộng về mọi mặt, đặc biệt về kinh tế, về thương mại, về quân sự. Và nếu như ông Hun Sen thực sự đã gặp lãnh đạo CIA của Mỹ như những gì tuyên bố, thì há chẳng phải là nước này đang tự tay mình hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp với người anh em họ Lục hay sao? Bởi vì Trung Quốc không phải là một người rộng lượng đối với bạn bè.
Một khi Trung Quốc phát hiện bất kỳ nguy cơ gì ở nước bạn, nước này sẽ nhanh chóng lập ra hàng rào chắn để phòng vệ cho chính mình. Đối chiếu với trường hợp của Campuchia, Trung Quốc sẽ không dại gì để một tình báo của Mỹ ở bên cạnh mình. Do đó, nước này sẽ loại bỏ cái gai trong mắt bằng mọi cách trước khi nó làm mọi thứ mưng mủ hết cả lên. Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến Campuchia. Nếu nhẹ thì các hợp tác quan trọng giữa hai nước Campuchia-Trung Quốc trong thời gian tới đây sẽ bị phá hủy, hoặc là Trung Quốc sẽ rút hết các khoản viện trợ đang dành cho Campuchia hiện giờ. Còn trong trường hợp nghiêm trọng hơn, Trung Quốc có thể sẽ đưa Campuchia vào danh sách đen các quốc gia thù địch. Nước này sẽ tìm mọi cách triệt để hết mọi đường sống của Campuchia để nước Cam rơi vào đường cùng. Vậy thì hà cớ gì một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm như Hun Sen lại công khai gặp gỡ lãnh đạo CIA để làm mất lòng Trung Quốc? Vậy thì hà cớ gì ông lại làm chuyện lỗ vốn như thế kia chứ? Nói cách khác là ông Hun Sen sẽ không bao giờ mang lợi ích quốc gia của mình ra mạo hiểm như thế. Cho dù trong quá khứ, ông có từng làm việc với CIA đi chăng nữa, thì ở thời điểm hiện tại chắc gì nó vẫn còn tồn tại khi mà mối quan hệ giữa ba nước Campuchia, Mỹ, Trung Quốc đã khác xưa rất nhiều. Rất có thể việc ông Hun Sen công bố cuộc gặp mặt kể trên trước tất cả mọi người là nhằm mục đích giống như những gì mà ông David Hart nói. Nó chỉ là chiêu tung hỏa mù của nhà lãnh đạo này để khẳng định rằng Campuchia cũng có mối quan hệ rất tốt với Mỹ, chứ không riêng gì Trung Quốc. Qua đó, ông Hun Sen muốn chứng minh là Campuchia không hề bị Trung Quốc thao túng. Chẳng qua là nước Cam đang mở rộng mối quan hệ hợp tác sâu rộng với Trung Quốc mà thôi. Chứ làm gì có chuyện bị nước này điều khiển như những gì mà đồn đoán hiện giờ. Ngoài ra thì nó cũng có khả năng cao là ông Hun Sen làm điều này nhằm mục đích gây chia rẽ mối quan hệ Việt-Mỹ đang phát triển vô cùng tốt đẹp. Bởi vì nếu như Việt Nam tin vào những gì ông ta nói, chắc chắn đất nước hình chữ S sẽ có sự đề phòng với Mỹ, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Nó sẽ trở thành chướng ngại lớn cho các hợp tác sâu rộng giữa hai nước Việt-Mỹ trong tương lai gần. Nếu đúng là như vậy thì quả thật là ông Hun Sen quá ư là nham hiểm. Đúng là không biết rõ về Hun Sen thì không thể nào giỡn mặt với ông Hun Sen đây mà. Thiết nghĩ là Việt Nam chúng ta nên bình tĩnh trong trường hợp này để tìm hiểu xem thực hư câu chuyện có ngọn ngành ra sao. Đất nước hình chữ S không nên nghe những lời nói phiến diện từ một phía, mà vẫn phải cần căn cứ vào những nguồn thông tin khác nhau trước khi đưa ra kết luận rằng mình có bị Mỹ chơi sau lưng hay không. Và chỉ có như vậy, Việt Nam mới không trúng kế của Hun Sen nói riêng và của Campuchia nói chung, cũng như không rơi vào cái bẫy của kẻ đang quay lưng lại với Mỹ. Kênh đào Phú Nam tầm trồ dự án với tham vọng nối sông Mekong với cửa biển của Campuchia. Dự án kênh đào này sẽ dài khoảng 180 km, được chính phủ Campuchia khởi xướng vào năm 2022. Dự án dự kiến khởi công năm 2024 và hoàn thành vào năm 2027, với tổng kinh phí đầu tư lên tới 1,7 tỷ đô la. Tuy nhiên, nếu xét riêng về lợi ích, thì nó đối với Campuchia là trăm lợi. Nhưng nếu xét ra bức tranh toàn cảnh, thì Phú Nam Tây Trổ lại là một bất lợi to lớn cho Việt Nam. Bởi dự án này sẽ tác động tiêu cực, làm suy giảm tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trong bối cảnh hạn mặn và biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt hơn. Vậy Việt Nam phải làm gì khi Campuchia khẳng định quyết tâm phải thực hiện bằng được dự án thế kỷ này? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Dự án kênh đào Phú Nam Tây Trổ là một công trình thủy lộ nội địa, điểm đầu nối với dòng Bát Sắc gần cảng ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, kéo dài đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và kết nối với các cảng ở kép của Campuchia đổ ra vịnh Thái Lan. Kênh Phú Nam Tây Trổ dài 180 km, rộng 100 m phía đầu vào kênh và khoảng 80 m ở đầu ra. Chiều sâu và độ rộng mặt cắt kênh dẫn đoạn giữa là 4,7 m x 50 m, đủ cho hai tàu chạy theo hai chiều. Mái dốc bờ kênh là 1,3 xấp xỉ đến 1,5 và bán kính cong tối thiểu của kênh là 300 m. Kênh được thiết kế yêu cầu cho tàu có trọng tải 1.000 dewata, deadweight tonnage, với kích thước tàu tiêu chuẩn là 60 m x 12 m x 3,6 m. Chiều dài, chiều rộng, chiều sâu mở nước. Trên kênh có 3 công trình âu tàu, Lockwood tại 3 vị trí, âu tàu nơi kết nối với sông Bát Sắc, sông Hậu, âu tàu tại tỉnh Takeo và âu tàu nơi cửa ra tỉnh Kép. Âu tàu với kích thước cơ bản dài, rộng, sâu là 1,35m, 1,18m, 5,8m. Lượng nước xả tối đa qua âu tàu là 3,6 m khối trên giây. Trên kênh có 11 cầu vượt, chiều dài cầu chính là 1,61m và chiều dài lên cầu là 520m. Chi phí xây dựng ước khoảng 1,7 tỷ USD.
có thể từ nguồn vốn vay và theo cơ chế BO. Thời gian xây dựng dự án là 4 năm, dự kiến khởi công vào cuối năm 2024. Công trình được Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc CRBC, một công ty con của công ty xây dựng hạ tầng Chinese Construction Company CCCC của Trung Quốc, khảo sát thiết kế. Các học giả đang bày tỏ hai mối lo ngại chính về dự án này, nhưng phía Campuchia đã lên tiếng trấn an các bên. Thứ nhất, theo hãng tin AFP Pháp, các học giả cho rằng kênh đào Phú Nam Tây Trổ có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tàu chiến Trung Quốc di chuyển. Thứ hai, họ lo ngại về tác động môi trường của dự án này, gồm khả năng chuyển hướng dòng nước khỏi sông Mekong, theo hãng tin Bloomberg Mỹ. Washington đang kêu gọi Campuchia minh bạch hơn về dự án tỷ đô chiến lược. Ông Wesley Hodder, nhân viên quan hệ truyền thông tại Đại sứ quán Mỹ ở Phnom Penh, thúc giục Campuchia phối hợp chặt chẽ với Ủy hội sông Mekong, MRC, để cung cấp thêm thông tin chi tiết về dự án và tham gia đầy đủ các nghiên cứu về tác động môi trường nhằm giúp MRC và các nước thành viên hiểu, đánh giá và chuẩn bị đầy đủ cho mọi tác động có thể có của dự án này. Tuy nhiên, Thủ tướng Campuchia Pumanet đã bác bỏ những lo ngại trên trong bài phát biểu tại tỉnh Takeo, một trong những tỉnh mà kênh đào sẽ chạy qua. Nhà lãnh đạo Campuchia nói, kênh đào này là dự án lịch sử, sẽ mang lại lợi ích cho người dân Campuchia. Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào sử dụng đất nước của chúng tôi làm căn cứ chống lại quốc gia khác. Ông khẳng định, kênh đào này quá nông để một tàu chiến có thể đi qua. Ông Pumanet nói thêm, kênh đào Phú Nam Tây, chỗ dự kiến chạy từ sông Ba Sak, một nhánh sông Mekong, sẽ không ảnh hưởng đến dòng chảy sông Mekong, nơi hàng triệu người trong khu vực đang sống nhờ vào nguồn nước. Theo báo China Daily Trung Quốc, ông Hun Sen, hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cũng bác bỏ các thông tin cho rằng dự án kênh đào Phú Nam Tây chỗ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Hải quân Trung Quốc đến gần biên giới Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là láng giềng hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Các số liệu về dự án kênh đào Phú Nam Tây Trổ hiện vẫn chưa đầy đủ, thậm chí có sự mập mờ trong mục đích sử dụng nước, nên việc tính toán tác động xuyên biên giới đến Việt Nam vẫn chưa chuẩn xác tuyệt đối. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, khi kênh đào này hoàn thành, việc tác động đến vùng đồng bằng sông Cửu Long là không tránh khỏi, nhất là vào những tháng mùa khô. Mới đây, Ủy ban sông Mekong Việt Nam tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phú Nam Tây Trổ của Campuchia diễn ra ở thành phố Cần Thơ. Các chuyên gia nhìn nhận, việc đầu tư xây dựng dự án kênh đào này của Campuchia sẽ có tác động đáng kể đến các quốc gia trong khu vực, nhất là với vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam nằm ở hạ nguồn sông Mekong. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, một việc chuyển nước này liên quan đến dòng chính của sông Mekong, chứ không phải dòng nhánh hay phụ lưu gì cả, bởi nó lấy nước của cả sông Tiền, sông Hậu trước khi đến Việt Nam, ông nhấn mạnh. Theo ông Tuấn, lượng nước xả qua âu thuyền là 3,6 mét khối trên giây, nhưng chỉ đề cập chung chung chứ không cụ thể là trung bình năm, trung bình tháng hay trung bình ngày. Trong khi đó, việc lấy nước thời điểm mùa khô hạn sẽ khác thời điểm mùa mưa. Việc này không cho thấy sự rõ ràng trong thông báo, ông nói. Chính vì vậy, chuyên gia này giả định khi đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô, lúc cần nước nhất, với mức xả như trên và với thời gian vận hành trung bình là 10-15 giờ một ngày, thì lượng nước bị lấy đi là khoảng 7,6% tổng lượng nước sông Mekong. Tính toán của Tổng cục Thủy văn gửi cho Ủy ban sông Mekong Việt Nam, với con số lượng nước bị lấy đi dao động từ 6-10%, trong khi con số của tôi là 7,6%, tức con số này cũng là đáng tin cậy, ông cho biết. Tuy nhiên, vấn đề khiến vị chuyên gia này lo lắng hơn đó là khả năng lượng nước đi qua kênh đào Phú Nam Tây Trồ không chỉ phục vụ cho vận tải thủy, như báo cáo của Ủy ban sông Mekong Campuchia gửi cho Ủy ban sông Mekong Quốc tế, mà sẽ lấy nước cho cả tưới tiêu trong mùa khô. Với mục đích này thì lượng nước sử dụng sẽ rất lớn. Theo tính toán, lượng nước cần sử dụng cho 1 hectare canh tác lúa trong mùa khô, tham chiếu số liệu của Việt Nam là khoảng 5.000 mét khối. Khả năng nhu cầu sử dụng nước của Campuchia sẽ cao hơn, có thể lên đến 7.000-8.000 mét khối 1 hectare, vì đất Campuchia là đất cát, khả năng giữ nước kém hơn đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng chúng tôi lấy con số giả định là 5.000 mét khối 1 hectare, giống như ở Việt Nam. Nếu trường hợp phục vụ cho tưới tiêu, khả năng kênh đào Phú Nam Tây Trồ sẽ lấy đi ít nhất 50% lượng nước sông Mekong vào mùa khô. Đây là con số đáng kể và ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phía Việt Nam, ông Tuấn nhấn mạnh. Trong khi đó, ông Đặng Thanh Lâm, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, ngoài thông tin về giao thông thủy, tiềm năng tưới tiêu của dự án rất lớn. Hiện nay,
Chúng tôi thấy tuyến Phù Nam Tây Trồ có cao độ địa hình rất lý tưởng để tưới từ kênh đào này về hướng biên giới Việt Nam trong phạm vi diện tích ước khoảng 300.000 ha đất nông nghiệp, ông cho biết. Theo ông Lâm, dự án có 3 âu thuyền và về nguyên tắc, âu thuyền vận hành trong trường hợp có chênh lệch mực nước cao. Đây là độ dốc hết sức bình thường để duy trì dòng chảy trên kênh, nên không cần vận hành âu thuyền làm gì cho tốn kém. Hay nói cách khác, đây là tuyến kênh hoàn toàn tự chuyển nước, ông cho biết. Ông Lâm cho biết, nếu trường hợp lũ lớn, mực nước ở Phú Long Vinh cao đến 10 mét, tức dòng chảy qua kênh cao, thì họ vận hành âu thuyền để giảm tốc độ dòng chảy. Nhưng năm lũ nhỏ sẽ mở cửa tự nhiên để đi lại. Đây là lý do chúng tôi tính toán sơ bộ dự án làm mất khoảng 70 mét khối trên dây trong mùa khô và mùa mưa khoảng 250 mét khối trên dây. Ông cho biết, theo ông Lâm, nếu tính toán lượng nước mất qua kênh Phù Nam Tây Trô thì không phải lớn đối với đồng bằng sông Cửu Long, nhưng tích lũy cộng với thủy điện ở thượng nguồn sẽ là vấn đề khá lớn đối với vùng này. Từ việc có một lượng nước rất lớn bị lấy đi như nêu trên, theo chuyên gia Lê Tuấn Anh, mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long vốn đã thiếu nước, sẽ càng thiếu nước trầm trọng hơn nữa. Từ đó, mặn sẽ xâm nhập sâu hơn và những hệ lụy về mặt sinh thái, đa dạng sinh học cũng bị ảnh hưởng rất lớn, ông cho biết. Đối với mùa mưa, việc kênh đào Phù Nam Tây Trô khi đào đất đắp hai bên thành đường sẽ hình thành làng mạc, thành phố, khu công nghiệp tạo thành đê chắn ngang cánh đồng lũ, khiến phía bắc kênh sẽ ngập nhiều hơn, trong khi phía nam kênh, tức phía nằm về hướng Việt Nam sẽ ít nước hơn. Điều này có nghĩa nước ít hơn, phù sa ít hơn, cá ít hơn, và tất cả những công trình đã xây dựng ở vùng tứ giác Long Xuyên sẽ mất tác dụng. Chẳng hạn, cống đập Tha La, Trà Sư, vùng đất ngập nước hay đê bao Ba Vụ, khu dân cư vượt lũ sẽ không còn nhiều ý nghĩa, ông cho biết. Đồng thời, những vùng đất ngập nước quan trọng về mặt sinh thái, nơi chim cò trú ngụ với điều kiện đất ngập nước cũng bị ảnh hưởng. Theo ông Tuấn, năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong khi quy hoạch chưa tính đến kịch bản có kênh này, vậy đến nay có cần phải thay đổi hay không? Tương tự, các tỉnh xây dựng quy hoạch cũng dựa vào tổng lượng nước theo quy hoạch vùng và đang làm kiểm kê lượng nước đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, các tỉnh có phải điều chỉnh hay không? Đối với đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì cây lúa ăn gì, uống gì khi phù sa ít đi, đất đai bạc màu hơn, nước ít hơn. Như vậy, các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu hay xóa đói giảm nghèo có khả năng phải điều chỉnh vì kịch bản ứng phó được xây dựng trong điều kiện trước khi có tình huống mới như hiện nay. Mặt khác, kênh đào Phù Nam Tây Trô liên quan tới quan hệ vận tải hàng hải giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Campuchia hiện dựa vào các cảng của Việt Nam để vận chuyển hàng may mặc xuất khẩu và nhập khẩu nguyên liệu thô. Kể từ năm 2011, khoảng 30 triệu tấn hàng hóa đã được vận chuyển trên các tuyến đường thủy Việt Nam-Campuchia. Việc vận chuyển giữa Campuchia và Việt Nam qua sông Mekong được tạo điều kiện thuận lợi nhờ Hiệp ước Vận tải Đường Thủy ký năm 2009, đơn giản hóa các thủ tục nhập cảnh và hải quan. Dù Campuchia đã lên tiếng chính thức trấn an, nhưng nhiều chuyên gia vẫn bày tỏ lo ngại về hạ tầng sử dụng kép của kênh đào Phù Nam Tây Trô. Cùng với việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, kênh đào có thể đóng vai trò là nền tảng để tăng cường sự hiện diện của dự án. Điều này có khả năng tác động tới cán cân trong bối cảnh Biển Đông nhiều phức tạp. Mặc dù Campuchia khẳng định kênh đào sẽ chỉ được sử dụng để thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp, nhưng Mỹ vẫn kêu gọi Campuchia minh bạch hơn về dự án này. Việt Nam cũng nêu lên những quan ngại về môi trường đối với dự án kênh đào này. Dù Campuchia khẳng định tác động môi trường do kênh đào sẽ ở mức tối thiểu. Một mặt, Việt Nam cần chủ động xây dựng chiến lược phát triển khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm thích ứng với những tác động bất lợi. Mặt khác, chủ động giảm thiểu những tác động không mong muốn để giữ vững môi trường hòa bình, quan hệ hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với nhân dân và đất nước Campuchia láng giềng, cũng như giữ cân bằng quan hệ với các nước lớn. Về dự án này, ngày 5 tháng 5 vừa qua, khi được đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu gần đây của phía Campuchia về việc triển khai dự án kênh đào Phù Nam Tây Trô, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ với Campuchia trong chính sách đối ngoại của mình. Việt Nam mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Bà Hằng cũng cho biết, lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã khẳng định truyền thống lịch sử quan hệ đoàn kết, gắn bó Việt Nam-Campuchia là nhân tố hết sức quan trọng. Mê là một sức mạnh to lớn,
đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay. Với tinh thần đó, đại diện Bộ Ngoại giao đối với dự án kênh đảo Phú Nam Tây Trổ, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong từ năm 1995, phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Chúng tôi mong rằng Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong để chia sẻ thông tin, đánh giá đầy đủ tác động của dự án này đối với nguồn nước, tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong, cùng các biện pháp quản lý phù hợp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ, những việc này nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông Mekong, cũng như quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước và tài nguyên nước con sông, vì sự phát triển bền vững của lưu vực, tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông và tương lai của các thế hệ mai sau. Lãnh đạo Campuchia liên tục nhắc đến kênh đảo Phú Nam Tây Châu trong những tuần gần đây, khẳng định dự án này sẽ đem lại lợi ích cho người dân và quyết tâm thực hiện. Gần nhất, hôm 1 tháng 5, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ông biết một nhóm đối lập có trụ sở tại Mỹ đang âm mưu phá hoại việc xây kênh đảo Phú Nam Tây Châu. Tuy nhiên, nỗ lực này sẽ không thành công vì người dân Campuchia đồng lòng ủng hộ dự án. Chính Samdet Teko Hun Sen đã tuyên bố rằng dự án kênh đảo Phú Nam Tây Châu không chỉ vì lợi ích của gia đình Hun Sen, mà còn nhằm mục đích nâng cao phúc lợi cho tất cả người dân Campuchia. Gia đình Hun chỉ đơn giản là một trong những người đóng góp tạo nên thành công cho tầm nhìn này. Thủ tướng Campuchia tuyên bố, không gì có thể ngăn cản việc xây dựng dự án kênh đảo Phú Nam Tây Châu đã được Campuchia nghiên cứu kỹ lưỡng trong khoảng 26 tháng. Ngoài ra, ông Hun Manet thông báo, chính phủ Campuchia sẽ không tổ chức bất cứ hoạt động gây quỹ nào cho dự án kênh đảo Phú Nam Tây Châu, nên sẽ không ai có cơ hội lấy tiền của người dân. Theo nhà lãnh đạo Campuchia, chính phủ nước này không cần tiền từ người dân, cũng không có mượn vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, và sẽ dành ngân sách để xây dựng kênh đảo Phú Nam Tây Châu. Dự án kênh đảo Phú Nam Tây Châu trị giá 1,7 tỷ đô la nhằm tạo ra tuyến đường thủy có chiều dài 180 km, kết nối thủ đô Phú Nam Vinh và các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot khép với biển. Tổng công ty cầu đường Trung Quốc CRPC được trao quyền xây dựng kênh đảo, dự kiến sẽ động thổ xây dựng vào cuối năm 2024. Các thông tin tiếp theo về dự án thế kỷ của Campuchia sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các video tiếp theo. Đồng ruộng nứt nẻ, kênh rạch cạn trơ đáy, cá chỉ còn lại xương trên lòng sông cạn nước. Hạn mặn, chính xác nó là hạn hán và xâm nhập mặn. Thứ đang diễn ra khốc liệt và đang dồn đẩy người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào cơn khát nước ngọt trầm trọng. Người dân vốn đã khổ vì không thể cấy lúa, bắt cá, nay lại càng cùng cực hơn khi thiếu đi cả nước sinh hoạt. Vậy nguyên nhân là do đâu? Chính họ, người Trung Quốc, những người được xem là anh em 16 chữ vàng của chúng ta. Họ xây 12 con đập ở thượng nguồn sông Mekong, bóc nghẹt con nước để rồi hạn và mặn đến với Việt Nam. Liệu rằng đây có phải là cách thức, một âm mưu để kiềm chế sự trỗi dậy mà Trung Quốc dành cho Việt Nam? Một kẻ không biết nghe lời ở trên Biển Đông. Quý vị thân mến, trước khi tìm hiểu sâu hơn về âm mưu của Trung Quốc khi chặn thượng nguồn sông Mekong, chúng ta cần hiểu thật rõ về sông Mekong. Đây là cao nguyên Thanh Tạng, một khu vực địa lý rộng lớn nằm giữa châu Á. Khu vực này có kích thước lớn bằng một nửa tổng diện tích của Liên minh châu Âu gộp lại, nhưng lại có số dân vô cùng khiêm tốn, chỉ khoảng 5 triệu người, ít hơn cả thành phố Hà Nội. Cao nguyên Thanh Tạng vô cùng xa xôi và vắng bóng người. Tuy nhiên, không phải vì thế mà nơi này không quan trọng bằng so với các khu vực khác. Tây Tạng là một trong những khu vực chiến lược quan trọng trên thế giới, bởi lẽ nơi đây là ngôi nhà của hàng chục ngàn con sông băng chảy trong các ngọn núi hùng vĩ, đóng vai trò là nguồn dự trữ nước ngọt lớn thứ ba trên toàn thế giới, chỉ sau Bắc Cực và Nam Cực. Đồng thời, đây cũng là cội nguồn của những con sông lớn nhất trên thế giới, chẳng hạn như sông Trường Giang, sông Hoàng Hà ở Trung Quốc và sông Mekong. Ba con sông nằm trong top những con sông dài nhất thế giới, đều nằm ở lục địa châu Á. Trong đó, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang chảy theo hướng đông, với thượng lưu bắt nguồn Tây Tạng và đổ ra Thái Bình Dương. Hai con sông này chỉ chảy trên một phần lãnh thổ duy nhất, đó là Trung Quốc. Hàng trăm triệu người Trung Quốc sống ở khu vực hạ lưu và lưu vực của hai con sông lớn này. Cuối sông Trường Giang là một khu vực đặc biệt, đó chính là đồng bằng châu thổ Trường Giang màu mỡ, nơi đóng góp tới 20% GDP của Trung Quốc. Những con sông này chính là tuyến đường huyết mạch
là nguồn sống cho dân số khổng lồ tại đất nước này. Việc kiểm soát cội nguồn của hai con sông này tại Tây Tạng chính là nhiệm vụ cấp bách đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, có một con sông thứ ba cũng quan trọng không kém, đó chính là sông Mekong. Sông Mekong không nằm hoàn toàn trên lãnh thổ Trung Quốc. Thay vì chảy về phía đông như hai con sông kia, thì sông Mekong lại chảy về phía nam, vượt qua biên giới Trung Quốc và chảy qua các quốc gia khác ở Đông Nam Á như Myanmar, Lào, Lam, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và cuối cùng là đổ ra Biển Đông. Con sông Mekong dài tới 4.500 km này trở thành một trong những con sông quan trọng nhất của thế giới là vì nó đóng vai trò làm nguồn nước ngọt cho gần 70 triệu người ở Đông Nam Á, đồng thời cung cấp gần 20% nguồn cung cấp cá nước ngọt cho toàn thế giới. Tầm quan trọng của con sông này cũng giống như ý nghĩa của con sông Trường Giang và sông Hoàng Hà đối với nền văn minh Trung Hoa. Dù sông Mekong có ý nghĩa to lớn như vậy, nhưng nó đang chết dần do những tác động xấu từ các nước tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là do các chính sách của Trung Quốc. Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy nhìn vào hai khu vực. Phần đầu tiên là khu vực hạ lưu phía Nam, bắt nguồn từ vùng biên giới Lào. Chúng bao vồn một mạng lưới phụ lưu dày đặc chảy trên phần lớn lãnh thổ Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Phần thứ hai là khu vực thượng lưu ở phía Bắc, chỉ chảy trong lãnh thổ Trung Quốc. Phần sông Mekong chảy qua Trung Quốc, có tên gọi là sông Lang Thương. Phần thượng lưu này có cội nguồn từ những đỉnh núi cao của vùng Tây Tạng và chảy xuống nơi có độ cao thấp hơn là ở Đông Nam Á. Do chảy qua địa hình dốc như vậy, nên khu vực thượng lưu chẳng khác gì những thác nước xối xả kéo dài hàng trăm km. Điều này vừa đem lại lợi ích, vừa gây ra những hạn chế cho khu vực sông Lang Thương. Một mặt, nước sông chảy xiết qua rất nhiều thác gành từ trước đến nay thường không có lợi cho tàu thuyền hoạt động và buôn bán. Tuy nhiên, mặt khác, chính đặc tính này lại khiến cho khu vực sông Lang Thương trở thành địa điểm lý tưởng để xây dựng các con đập trữ nước và khai thác thủy điện. Với số dân lên tới gần 10 triệu người sinh sống quanh khu vực này, nhu cầu điện tiêu thụ cũng vì thế mà tăng cao. Từ đó, hoạt động xây dựng đập tại cả vùng thượng lưu và hạ lưu sông Mekong trở nên rất phổ biến. Hiện nay có hơn 200 con đập đã và đang được xây dựng men theo vùng hạ lưu sông Mekong và nằm tại địa phận các nước Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Nghe có vẻ nhiều, nhưng hầu hết các con đập này thường có quy mô nhỏ lẻ và chỉ nằm ở các nhánh phụ lưu của sông Mekong. Chỉ có hai trong số những con đập này được xây dựng trên dòng chính của sông Mekong, đó là đập Sayaburi và đập Don Sahong. Cả hai đập này đều nằm trên lãnh thổ của nước Lào. Dòng nước chảy qua đây tương đối dồi dào nhưng không thể nào sánh được với phần thượng lưu sông Mekong là sông Lang Thương của Trung Quốc, nơi có địa hình dốc khiến nước chảy xiết thuận lợi cho khai thác thủy điện hơn. Kể từ những năm 1990, Trung Quốc đã tiến hành xây dựng hàng loạt các con đập với quy mô lớn chưa từng có trên lãnh thổ đất nước này, đặc biệt là qua con sông Lang Thương. 11 đập nước hiện đang hoạt động và nước này cũng đang xây dựng con đập thứ 12, đồng thời lên kế hoạch xây dựng đập thủy điện thứ 13 trên khu vực này. Các đập dưới khu vực hạ lưu của các nước Đông Nam Á chỉ được xây ở các nhánh phụ của con sông, nhưng các đập thủy điện của Trung Quốc lại được xây dựng trực tiếp trên dòng chảy chính của sông Mekong. Thậm chí trong số 11 đập thủy điện này được xếp vào loại đập chưa lớn, nghĩa là chúng hiện đang giữ lại một lượng nước vô cùng khổng lồ. Hai con đập ở đây cũng chứa lượng nước tương đương với vịnh Chesapeake Peak. Vịnh này là vịnh nằm giữa bang Maryland và Virginia của Mỹ, có diện tích lên đến hơn 11.000 km2. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến chúng ta thấy quy mô khổng lồ của những con đập này. Trung Quốc dự định sẽ có thêm hai đập thủy điện nữa trong tương lai gần. Ngoài ra còn dự định xây thêm 11 đập thủy điện nữa trong vòng 20 năm tới. Qua đây, chúng ta có thể hình dung được những vấn nạn mà những con đập này có thể gây ra cho các quốc gia ở Đông Nam Á nằm tại khu vực hạ lưu. Các con đập thủy điện ở hạ lưu hiện đang có tổng công suất trung bình là 12.285 MW. Đây là một con số khá lớn. Nhưng 11 con đập ở sông Lang Thương Trung Quốc còn có công suất kinh khủng hơn lên đến 31.650 MW. Nếu ta kết hợp tất cả các con đập trên sông Mekong lại, thì sẽ có công suất lên tới 44.000 MW. Số này đủ để cung cấp 4 lần điện năng cho toàn bộ thành phố New York của Mỹ. Về mặt lý thuyết, thủy điện là một nguồn năng lượng sạch. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, các đập trị thủy này đang gây ra ảnh hưởng vô cùng xấu tới môi trường. Thực tế là lưu vực sông Mekong hiện nay đang phải hứng chịu mực nước xuống thấp và những đợt hạn hán kỷ lục. Vài năm trước, Campuchia là một trong những quốc gia nằm xa nhất trong khu vực hạ lưu,
đã phải cho các đập thủy điện lớn nhất của nước này ngừng hoạt động. Nguyên do là dòng nước đã cạn kiệt, dẫn đến khai thác thủy điện ngừng trệ, từ đó gây ra những đợt khủng hoảng thiếu điện trên diện rộng. Việc này cũng làm nền kinh tế Campuchia bị gián đoạn nặng nề. Ngoài ra, do mực nước thấp hơn và áp đứng nước từ phía thượng nguồn, nên vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam cũng bị xâm nhập mặn. Nước mặn từ Biển Đông xâm nhập sâu và đất liền đã tàn phá đất canh tác của Việt Nam, đồng thời khiến số lượng cá ở khu vực phía Nam đổ về từ Campuchia bị suy giảm tới 90%. Ngoài những nguyên nhân khách quan đến từ tự nhiên như lượng mưa hàng năm thấp hơn mức trung bình, thì Trung Quốc chính là nước chủ yếu gây ra sự cạn kiệt của sông Mekong. Những chính sách của nước này đối với vùng thượng nguồn sông Mekong, cùng với việc nước này đã xây dựng rất nhiều đập thủy điện dọc theo nhánh chính, đã làm thay đổi và ách tắc dòng chảy của con sông này. Trước như năm 1990, khi chưa có bất kỳ công trình thủy điện nào ở đây, thì dòng chảy của sông Mekong sẽ thay đổi theo mùa. Trong những tháng ẩm ướt hơn, khi có gió mùa và mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10, thì sông Mekong sẽ ngập tràn nước và cá. Ngoài ra, giống nước chảy của con sông này còn phức tạp tùy theo lượng băng tuyết tan chảy ở dãy Himalaya. Đôi khi băng tuyết tan chảy còn đẩy mức nước sông Mekong lên rất cao gây ra lũ lụt ở vùng hạ lưu. Tuy nhiên, đây cũng là nguồn bồi đắp phù sa cho vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Vùng đồng bằng sông Cửu Long là nơi sản xuất 1/2 lượng gạo và 70% lượng trái cây và cá của Việt Nam xuất khẩu đi các nước khác. Chúng đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do môi trường đang dần suy kiệt. Dòng chảy tự nhiên của con sông đã tồn tại hàng năm này bị gián đoạn hoàn toàn do Trung Quốc đã xây dựng các con đập trên thượng nguồn của nhánh sông chính. Những con đập này giữ lại lượng nước khổng lồ, khiến cho các vùng dưới hạ lưu bỗng nhiên thiếu nước nghiêm trọng. Ước tính, mức nước trên sông Mekong ở đây đã giảm 5 mét so với trước đây. Hiện tượng này được trông thấy rõ rệt nhất kể từ năm 2019. Khi mức nước trên sông Mekong xuống thấp kỷ lục, trung bình, sông Lang Thương nằm trên thượng nguồn của Trung Quốc chỉ đóng góp 15% tổng lượng dòng chảy trên lưu vực sông Mekong. Nhưng mức đóng góp này cũng có thể lên tới 41% vào mùa khô, tức là từ tháng 11 đến tháng 4. Trong những năm hạn hán nghiêm trọng và trong mùa khô, nguồn nước từ băng tuyết tàn ở cao nguyên Tây Tạng đóng góp tới một nửa lượng nước của vùng hạ lưu sông Mekong. Vào năm 2019, lượng nước của sông Mekong đã bị giữ lại tại các con đập đoạn qua sông Lang Thương, khiến khu vực hạ lưu trơi cả đáy. Mức nước chỉ đạt khoảng vài mét, mức nước đã cạn tới mức báo động, khiến chính phủ Thái Lan đã phải huy động cả quân đội để tiến hành các khoa động cứu viện. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Khi bước vào những tháng mùa khô cuối năm 2019, mức nước vùng hạ lưu được cho là sẽ dần cạn kiệt. Thỉnh thoảng, Trung Quốc sẽ cho xả lũ bất ngờ tại các con đập nước trên sông Lang Thương. Lượng nước sẽ ồ ạt tràn về khu vực hạ lưu thuộc các nước ở Đông Nam Á, khiến người dân không kịp trở tay. Họ không có hoặc có rất ít thời gian để chuẩn bị cho những đợt xả lũ này, khi Trung Quốc không hề có thông báo trước về lượng nước sẽ xảy ra. Trung Quốc làm vậy là vì nước này tự cho rằng mình cần phải đảm bảo an ninh quốc gia, trong đó chiến lược trị thủy được coi là điều tuyệt mật. Nhiều quốc gia ở khu vực hạ lưu sông Mekong đã chung tay nỗ lực để quản lý các nguồn nước trong khu vực, chẳng hạn như lập ra tổ chức ủy hội sông Mekong, nhưng Trung Quốc đến nay vẫn từ chối tham gia. Vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay là hạ lưu sông Mekong đã bước vào năm thứ tư liên tục diễn ra tình trạng khô hạn nghiêm trọng khi lượng mùa vẫn thấp hơn mức trung bình. Mối nguy này càng gia tăng khi mà biến đổi khí hậu ngày một leo thang và các đập thủy điện khổng lồ vẫn đang gây ảnh hưởng lớn cho tuyến đường thủy lớn thứ ba của châu Á. Hơn 70 triệu người sống ven vùng hạ lưu cũng sẽ phải đối mặt với rủi ro về sinh kế, hoặc thậm chí lâm vào cảnh nghèo đói. Người dân, các khu vực thượng nguồn và hạ lưu và chính Trung Quốc cần phải bắt tay vào thực hiện bảo tồn dòng chảy tự nhiên của sông Mekong, cũng như các nguồn tài nguyên của con sông này. Có đến 20% nguồn cùng cá nước ngọt trên thế giới là đến từ sông Mekong, nên nếu con sông này chết dần thì cuộc sống của bất kỳ ai trên thế giới cũng đều sẽ bị ảnh hưởng. Vâng, quả thật là như vậy. Thời tôi còn nhỏ thì tôi xem dự báo thời tiết thì tôi thấy có lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng vài năm gần đây tôi không biết là còn nhớ chính xác hay không, nhưng tôi rất ít khi gặp phải và thông báo lũ ở đồng bằng sông Cửu Long. Lũ đương nhiên là có tác hại rất lớn, nhưng nó cũng mang đến lượng phù sa và lượng cá. Các bạn vừa theo dõi video trên kênh phía sau màn hình. Nếu các bạn cảm thấy rằng video này hấp dẫn và hữu ích, đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này nhé!
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Quý vị thân mến, mới đây nhiều tờ báo đã đồng loạt đưa tin về kênh đào Phù Nam của Campuchia sắp khởi công với tiêu đề Kênh đào Phù Nam, Teco, Mekong mất nước, đồng bằng sông Cửu Long bị tác động trầm trọng hơn. Mới đây hôm 23 tháng 4, Ủy ban sông Mekong Việt Nam tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam Teco của Campuchia diễn ra ở thành phố Cần Thơ. Các chuyên gia nhìn nhận, việc đầu tư xây dựng dự án kênh đào nêu trên của Campuchia sẽ có tác động đáng kể đến các quốc gia trong khu vực, nhất là với vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, nằm ở hạ nguồn sông Mekong. PGS Lê Anh Tuấn, một chuyên gia về một chủ đề biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long, phát biểu ở góc độ của một người nghiên cứu độc lập cho rằng, đây là vấn đề nước xuyên biên giới, đến chắc chắn sẽ tác động đến đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên tác động ở mức độ nào thì cần tiếp tục thảo luận và nghiên cứu thêm. Việc chuyển nước này liên quan đến dòng chính của sông Mekong, chứ không phải dòng nhánh hay phụ lưu gì cả, bởi nó lấy nước của cả sông Tiền, sông Hậu trước khi đến Việt Nam, ông nhấn mạnh. Theo ông Tuấn, lượng nước xả qua âu thuyền là 3,6 metas per giây, nhưng chỉ đề cập chung chung chứ không cụ thể là trung bình năm, trung bình tháng hay trung bình ngày. Trong khi đó, việc lấy nước thời điểm mùa khô hạn sẽ khác thời điểm mùa mưa. Việc này không cho thấy sự rõ ràng trong thông báo, ông nói. Chính vì vậy, chuyên gia này giả định khi đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô, lúc cần nước nhất, với mức xả như trên và với thời gian vận hành trung bình là 10 đến 15 giờ ngày, thì lượng nước bị lấy đi là khoảng 7,6% tổng lượng nước sông Mekong. Tính toán của Tổng cục Thủy văn gửi cho Ủy ban sông Mekong Việt Nam với con số lượng nước bị lấy đi dao động từ 6 đến 10%, trong khi con số của tôi là 7,6%, tức con số này cũng là đáng tin cậy, ông cho biết. Tuy nhiên, vấn đề khiến vị chuyên gia này lo lắng hơn đó là khả năng lượng nước đi qua kênh Phù Nam Teco không chỉ phục vụ cho vận tải thủy, như báo cáo của Ủy ban sông Mekong Campuchia gửi cho Ủy ban sông Mekong quốc tế, mà sẽ lấy nước cho cả tưới tiêu trong mùa khô. Với mục đích này thì lượng nước sử dụng sẽ rất lớn. Theo tính toán, lượng nước cần sử dụng cho 1 hectare canh tác lúa trong mùa khô tham chiếu số liệu của Việt Nam là khoảng 5.000 mpm. Khả năng nhu cầu sử dụng nước của Campuchia sẽ cao hơn, có thể lên đến 7.000-8.000 mpm trên hectare. Vì đất Campuchia là đất cát, khả năng giữ nước kém hơn đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng chúng tôi lấy con số giả định là 5.000 mpm hecta, giống như ở Việt Nam. Nếu trường hợp phục vụ cho tưới tiêu, khả năng kênh đào Phù Nam Teco sẽ lấy đi ít nhất 50% lượng nước sông Mekong vào mùa khô. Đây là con số đáng kể và ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phía Việt Nam, ông Tuấn nhấn mạnh. Trong khi đó, ông Đặng Thanh Lâm, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho rằng ngoài thông tin về giao thông thủy, tiềm năng tưới tiêu của dự án rất lớn. Hiện nay, chúng tôi thấy tuyến Phù Nam, Teco có cao độ địa hình rất lý tưởng để tưới từ kênh đào này về hướng biên giới Việt Nam trong phạm vi diện tích ước tính khoảng 300.000 hecta đất nông nghiệp, ông cho biết. Theo ông Lâm, dự án có 3 âu thuyền, và về nguyên tắc, âu thuyền vận hành trong trường hợp có chênh lệch mực nước cao, nhưng mực nước thiết kế qua các báo cáo đưa ra vào mùa khô chênh lệch khoảng 1 mét từ thượng đến hạ lưu và 6 mét trong mùa mưa. Đây là độ dốc hết sức bình thường để duy trì dòng chảy trên kênh, nên không cần vận hành âu thuyền làm gì cho tốn kém. Hay nói cách khác, đây là tuyến kênh hoàn toàn tự chuyển nước, ông cho biết. Ông Lâm cho biết, nếu trường hợp lũ lớn, mực nước ở Phnom Penh cao đến 10 mét, tức dòng chảy qua kênh cao, thì họ vận hành âu thuyền để giảm tốc độ dòng chảy. Nhưng năm lũ nhỏ sẽ mở cửa tự nhiên để đi lại. Đây là lý do chúng tôi tính toán sơ bộ. Dự án làm mất khoảng 70 mpg giây trong mùa khô và mùa mưa khoảng 250 mpg giây, ông cho biết. Theo ông Lâm, nếu tính toán lượng nước mất qua kênh Phù Nam Teco thì không phải lớn đối với đồng bằng sông Cửu Long, nhưng lũy tích cộng với thủy điện ở thượng nguồn sẽ là vấn đề khá lớn đối với vùng này. Từ việc có một lượng nước rất lớn bị lấy đi như nêu trên, theo chuyên gia Lê Anh Tuấn, mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long vốn đã thiếu nước, sẽ càng thiếu nước trầm trọng hơn nữa. Từ đó, mặn sẽ xâm nhập sâu hơn và những hệ lụy về mặt sinh thái, đa dạng sinh học cũng bị ảnh hưởng rất lớn, ông cho biết. Đối với mùa mưa, việc kênh Phù Nam Teco khi đào đất đắp hai bên thành đường sẽ hình thành làng mạc, thành phố, khu công nghiệp, tạo thành đê chắn ngang cánh đồng lũ, khiến phía Bắc kênh sẽ ngập nhiều hơn, trong khi phía Nam kênh, tức phía nằm về hướng Việt Nam, sẽ ít nước hơn. Điều này có nghĩa nước ít hơn, phù sa ít hơn, cá ít hơn và tất cả những công trình đã xây dựng ở vùng tứ giác Long Xuyên sẽ mất tác dụng. Chẳng hạn, cống đập Tha La, Trà Sư, vùng đất ngập nước hay đê bao Ba Vụ, khu dân cư vượt lũ sẽ không còn nhiều ý nghĩa, ông cho biết. Đồng thời, những vùng đất ngập nước quan trọng về mặt sinh thái, nơi chim, cò trú ngụ với điều kiện đất ngập nước cũng bị ảnh hưởng. Theo ông Tuấn, năm 2022,
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trong khi quy hoạch chưa tính đến kịch bản có kênh này, vậy đến nay có cần phải thay đổi hay không? Tương tự, các tỉnh xây dựng quy hoạch cũng dựa vào tổng lượng nước theo quy hoạch vùng và đang làm kiểm kê lượng nước đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay các tỉnh có phải điều chỉnh hay không? Đối với đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì cây lúa ăn gì, uống gì? Khi phù sa ít đi, đất đai bạc màu hơn, nước ít hơn, như vậy 1 triệu hecta có điều chỉnh không? Đây là vấn đề chúng ta cũng cần phải lưu ý, ông nói. Nhìn tổng quan, các giải pháp chống sạt lở cho đồng bằng sông Cửu Long sẽ nặng nề hơn. Các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu hay xóa đói giảm nghèo có khả năng phải điều chỉnh vì kịch bản ứng phó được xây dựng trong điều kiện trước khi có tình huống mới như hiện nay. Được biết, dự án kênh đào Phù Nam Techco là một công trình thủy lộ nội địa, điểm đầu nối với dòng Bassac gần cảng ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, kéo dài đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và kết nối với các cảng ở tỉnh Kép của Campuchia, đổ ra vịnh Thái Lan. Kênh Phù Nam Techco dài 180 km, rộng 100m phía đầu vào kênh và khoảng 80m ở đầu ra. Chiều sâu và độ rộng mặt cắt kênh dẫn đoạn giữa là 4,7m đến 50m, đủ cho hai tàu chạy theo hai chiều. Mái dốc bờ kênh là 1,3, 1,5 và bán kính cong tối thiểu của kênh là 300m. Kênh được thiết kế yêu cầu cho tàu có trọng tải 1.000 DVT (deadweight tonnage) với kích thước tàu tiêu chuẩn 60m, 12m đến 3,6m. Chiều dài, chiều rộng, chiều sâu mực nước. Trên kênh có 3 công trình âu tàu (lower) tại 3 vị trí: âu tàu nơi kết nối với sông Bassac, sông Hậu; âu tàu tại tỉnh Takeo và âu tàu nơi cửa ra tỉnh Kép. Âu tàu với kích thước cơ bản dài ít rộng ít sâu là 135m, 18m, 5,8m. Lượng nước xả tối đa qua âu tàu là 3,6 m³/giây.